Nào khởi động mạnh lên. Sắp về là còn chắc đá giải đấu đá được. Ơi giờ chuyển cho mạnh thoáng kia chuyển đi. Anh Toan chạy nhanh vào. Chết ui giời. Đấy. Đấy. Mấy giờ rồi? Tôi biết đâu rồi. Điện thoại ở cái gì? Điện thoại đâu? Một số cái này vui như bò vậy. Đồng thủ bồi. Tôi đang xong. Như sao? Giật sao? Ý gì? Thủ bồi chơi vậy. Không thôi đi ra. Ờ,
ơi, mệt quá. Thế giờ anh 9 giờ nhá. Đi về thằng bạn tao nó làm giờ lương đó. Thằng bạn tao nó làm giờ lương nó 100.000 rồi. Thế á? Đi về con cả. Đi kia ơi. Ui địch. Anh Toàn ơi, đá tiền đạo đi. Lên đá tiền đạo đi. Uống nước mà. Tiểu ơi, hôm nay có tiền là mừng quá hả em? Mày mãi mới ra bọn đã quần mà hết. Chết đạo. Mà cái lúc nắng nhất thì bọn tôi mà đứng không chết mệt rồi. Hôm nay yếu mà. Đứng 20 phút ngoài nắng.